Mình đã cầm hai cái bịch này và hai cái bịch này rất là to luôn. Bên trong này là một món rất là nổi tiếng của Tây Bắc, gia châu muối chua mọi người nhé. Video hôm nay mình sẽ trải nghiệm món này. Mỗi một bịch gia châu như này là 1 cân. Và ở đây người ta làm với hai dạng khác nhau. Cái này là dạng muối khô và bên này là muối ướt nha. Bây giờ mình sẽ bóc ra và trải nghiệm. Đây là gia châu muối khô, còn bên này là gia châu muối ướt nha. Xin mời mọi người nha. Vị của gia châu này thì nó kiểu mặn mặn nha. Nó mặn vừa rồi, nó không quá mặn, nhưng mà nó lại không có vị ngọt nha. Cái này sẽ thiên về khẩu vị của người miền Bắc. Cái món này là Tây Bắc mà. Ngoài ra thì mình cảm nhận bên trong này có thính, có riềng và một số loại gia vị khác. Mùi khá là thơm. Cái mùi gia châu thì nó vẫn còn một chút nha. Ngoài ra thì có thêm cả mùi gia vị nữa. Khi ăn thì nó cảm giác không bị hôi mọi người ạ. Giòn, vị đậm đà nha. Mình sẽ chấm cùng với cả chẩm chéo. Xin mời mọi người nha. Cái này có trinh tố lúng mạch thì tuyệt vời luôn. Đây là cái phần gia châu muối ướt. Và cái này thì mình cảm giác là cái mùi của nó chua hơn cái gia châu muối khô kia. Xin mời mọi người nha. Đúng là cái này vị của nó chua hơn cái gia châu muối khô vừa rồi nha. Và cái vị nó thì nhạt hơn một chút. Ngoài ra thì cái mùi thính nó không có. Thế nên là khi ăn thì mình cảm nhận là mình vẫn thích cái mùi khô hơn. Nó thơm mùi thính hơn và có một chút mùi riềng nữa. Cái này chấm chẩm chéo xem như nào nhé. Xin mời mọi người. Muối khô và muối ướt là hai kiểu khác nhau luôn. Ăn đều ngon. Mình vẫn nhắc lại là mình thích cái mùi khô hơn nha mọi người. Ok nha mọi người, và sau khi mình trải nghiệm xong cái món gia châu muối này của Tây Bắc thì mình đánh giá đây là một món dễ ăn, nếu như mà ai ăn quen thì còn thấy ngon nha. Hương vị của nó thì đặc trưng của Tây Bắc, nó sẽ thiên về vị mặn. Ngoài ra thì cái món này mình thấy thích hợp nhậu hoặc là ăn chơi đều được nha. Ai chưa có cơ hội trải nghiệm thì nên trải nghiệm thử cho biết.